để tớ vào lớp cậu này. À ra. Ô cô, em đến đúng giờ nhưng mà em để rơi cái bút cô ơi cô. Em để rơi bút rồi em vào lớp muộn á hả? Cô tha cho em cô. Ê, trời ơi sao em đã lên đĩa rồi à? Ở nhà chị yêu chị thương em như thế mà sao bây giờ em lại thành thế này à? Ui mà em xinh á, nhưng mà em cũng thơm lắm cơ. Xem có cái gì. Đây à, em gửi cô, em hết đồ rồi cô. Hết rồi. Từ bên trái sang bên phải. Cô, đứng đây, học bài không? Tớ không học đâu. Hôm nay tớ lên đây tớ vặt cỏ đấy ngon lắm cho cậu ăn. Anh cháu ba bờ không? Ăn đi. Đồ ăn của chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ mà em. Đây rồi. Da của em chị nghĩ màu cam sẽ rất là hợp. Đó, chị sẽ giúp em. Nào, nhấm vào đây. Rồi, há miệng ra. Đó. Nào, tiếp nào, nè lưỡi ra. Ôi, đúng là hôm nay á, mình là người thật là may mắn, cô không có ở lớp. Mình sẽ đi vào lớp. Đây, mua lưu ra để tớ vào. Con chúc mừng cô nhân ngày 20, à ngày 8 tháng 3 cô. Đó. Cô cảm ơn. Kia đi, cho chị học. Ăn đi á. Không. Của chị. Chị cho em căn dấu này nhé. Không, con dấu là ba mua cho chị, của chị. Mua đây. Không, mua trả chị. Masa. Tại sao chị không nhường cho mình nhỉ? Là tại sao lúc mình được sinh ra, chị yêu mình lắm cơ mà. Chị lấy bóng chị thổi đây, bây giờ chị trả bóng em đây. Nè, chị trả bóng em như cũ luôn đấy. Nè, đây. Em trả kem chị đi. Chứ kem này em ăn rồi mà. Cái ngon lắm. Ăn đi rồi đi học. Bà ơi, con no quá. Nhưng mà ngon quá, không ăn cũng không được. Ba, bánh đâu cho con ăn nữa. Sao mà sao ở con uống sữa thôi mà. Ba, đứng lại cho em. Tiếng sao của chị đây. Ta sẽ cáo ở đâu. Sao đây. Sao thế nó mới là hay. Đấy. Ê. Kinh nhịp điệu với sợ chứ. Ăn thử. Đúng thật luôn. Ôi ngon đấy. Ôi. Thế là bim bim à? Bim bim lại mới à? Wow. Ôi, nhìn thế này ai mà chật bụng là mì tôm mình ăn luôn. Cái bánh kẹo của ai đây? Chắc là của chị ở đằng trước rồi. Chị ơi chị. Chị vừa cắt hai bên và áo hồng kia. Biết ai kia không? Có phải có con béo nọ trước nửa bà đi vòng quanh đi cắt thuốc hay không? Có. Cho hắn một bài học đi. Ừ, hú đi, hú cho người ta sợ. Nhanh lên hú đi. Thế để tôi hú nhá. Hú rồi, cứu cháu. Mèo ơi, hú rồi. Đây là con chó xoáy rồi. Sao nặng này lại có xoáy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.